Nguyễn Đình Chiểu. Thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Không có một người dân Nam Bộ nào lại không biết, không ngâm nga câu thơ trên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu sinh năm 1822 trong một gia đình nhà nho nghèo ở Tân Thới, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, nay thuộc quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cha ông là Nguyễn Đình Huy, người gốc Thừa Thiên Huế, làm thư lại ở Văn Hàn Ti thuộc tổng trấn Gia Định Thành. Là người con chí hiếu, ông khóc thương mẹ mà mù mắt. Nhưng ông là người có nghị lực phi thường, mắt kém nhưng ông vẫn học được nghề thầy thuốc để về sau ông vừa dạy học vừa bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Năm 1859, giặc Pháp đánh Gia Định rồi mở rộng đánh chiếm lục tỉnh Nam Kỳ. Người vợ hiền đưa ông chạy đi nhiều nơi để tránh giặc. Nhưng ở đâu, ông cũng tìm cách liên lạc với các thủ lĩnh nghĩa quân như Phan Văn Trị, Trương Định. Biết ông là người có uy tín với người dân lục tỉnh, nhiều lần các viên quan cai trị người Pháp đến tận nhà mua chuộc dụ dỗ ông hợp tác với chúng để có bổng lộc cao, nhưng ông đều từ chối. Nếu Nguyễn Du dựa vào một tác phẩm của Trung Quốc để viết chuyện Kiều, thì Nguyễn Đình Chiểu lấy ngay cuộc đời mình để viết chuyện thơ Lục Vân Tiên. Cuộc đời gian nan của người tử sĩ trong chuyện thơ cũng là một phần cuộc đời của ông khi sống trong thời kỳ giặc Pháp gây ra bao cảnh loạn lạc. Trong chuyện thơ, ông đề cao đạo đức. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu răn bình. Chữ trung hiếu tiết nghĩa của ông ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành tính cách của người dân Nam Bộ. Nguyễn Đình Chiểu để lại hàng trăm tác phẩm văn thơ viết bằng chữ nôm, nổi tiếng nhất là bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc. Hình ảnh hiên ngang kiên cường của người dân Nam Bộ trong những ngày đầu chống thực dân Pháp hiện lên trong những câu thơ. Nhớ linh xưa côi cút làm ăn lo toan nghèo khó, chưa quen cung ngựa đâu tới trường nhung. Ngoài cật một manh áo vải, trong tay cầm một ngọn tầm vông. Gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay cũng chém rớt đầu quân Tây nọ. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh. Năm 1888, vợ ông mất. Buồn thương vì vợ mất, lại đau lòng cảnh nước mất nhà tan, cảnh mù lòa bất lực khiến ông sinh đau ốm liên miên. Ngày 24 tháng 5 năm Mậu Tý, tức ngày 3 tháng 7 năm 1888, Nguyễn Đình Chiểu qua đời, thọ 66 tuổi. Ngày đưa ông về cõi Vĩnh Hằng, cả đường làng, cả cánh đồng An Đức Ba Chi rợp trắng khăn tang. Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng ngời tinh thần yêu nước và là một tấm gương nghị lực phi thường.